Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lời Chúa. Vinh danh Chúa. Khi ấy có một người đến nói với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, tôi phải làm điều tốt gì để được sống đời đời?" Người đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt?" Chỉ có một đứng tốt lành Nếu anh muốn vào nơi hàng sống Hãy tuân giữ các điều răn Người ấy hỏi Những điều răn nào Chúa Giêsu đáp Chớ giết người Chớ ngoại tình Chớ trộm cắp Chớ làm chứng gian Hãy thảo kính cha mẹ Và yêu mến người thân cận như chính mình Người thanh niên thưa lại Tất cả những điều đó tôi đã giữ Vậy tôi còn thiếu điều gì nữa?" Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy đi bán những gì anh có và đem cho người nghèo, thì anh sẽ có một kho tàng trên trời rồi đến mà theo tôi." Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô chúa. Kính thưa anh chị em, người thanh niên trong câu chuyện tin mừng. Theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe Quả là một con người hiếm có Một con người mà đã tuân giữ những giới răng của Chúa dạy Mà có chỗ còn nói giữ từ thuở nhỏ Tức là đã được sinh ra trong một cái truyền thống gia đình tốt Và người ta đã có thói quen tốt sống tuân giữ các giới răng của Chúa Giới răng mà rất nhiều người người ta nghĩ rằng Khi mình làm được những điều đó thì Đương nhiên mình sẽ được hưởng hạnh phúc nước trời Được lên thiên đàng, được Chúa ân thưởng Và ở đây chúng ta thấy anh ta đã được như vậy Mà xem ra lòng của anh ta còn cảm thấy ái náy băng khoăn không biết là còn cái gì nữa không còn cái gì tốt hơn nữa không để mà ta có thể chắc ăn được đạt tới sự sống đời đời anh ta đến với Chúa Giêsu anh ta hỏi ngài lại thầy tôi phải làm gì tốt để được sự sống đời đời cái khao khát của anh ta thật là chính đáng và có thể nói đó là một cái điều mà Chúa đã khơi dậy trong lòng của anh ta luôn mãi để ta biết vươn lên tới cái sự sống vĩnh cửu, cái sự sống vô hạn đời đời của Thiên Chúa. Và ở đây Chúa Giêsu mời gọi anh ta một cái điều mà có lẽ làm cho anh ta cảm thấy hụt hẫn và chán nản bỏ cuộc. Chúa Giêsu nói với anh ta rằng anh còn thiếu một điều thôi. Ngoài những cái điều tốt đẹp anh làm Còn thiếu một điều là hãy về bán tất cả những gì Những của cải mình có Bố thí cho người nghèo khó để Rồi lúc đó anh có được một cái kho tàng ở trên trời Rồi hãy đến theo Chúa Giêsu Cho nên cái điều đó trước tiên cho thấy Rằng không phải để làm những cái Việc mình đã làm theo giới răng của Chúa dạy À, tuân giữ nghĩa là làm có khi cũng vì bó buộc hay là vì nghĩ đến cái lợi lộc à, hạnh phúc nước trời mà được mà đủ đâu còn phải biết dám tự giải thoát mình khỏi những cái của cải trần tục của trần thế này như người ta vẫn hay nói đó muốn lên trời nó phải rời mặt đất này dám làm điều đó thì mới có thể vươn lên được còn không đất nó sẽ kéo chúng ta xuống Và rồi cái điều Chúa Giêsu mời gọi anh ta Hãy bán, hãy dứt khoát đi Và bố thí cho những người nghèo Bởi vì nếu không thì có khi Của cải đó nó sẽ giữ chặt chúng ta lại Không cho chúng ta rời đất này cái Của cải đó có khi chúng ta được đón nhận Không phải là để cho bản thân của mình để cho chúng ta có cái quyền tự quản và tự quyết về những của cải đó đâu khi chúa trao cho chúng ta là để chúa tạo điều kiện để mời gọi chúng ta cộng tác vào cái chương trình yêu thương của chúa để giúp cho những người nghèo khó thiếu thốn là hiện thân của chúa chúa tập cho chúng ta biết quản lý biết sử dụng những gì mà chúa ban cho một cách đúng đắn một cách quảng đại và đó chính là một cái điều kiện để tự giải thoát chúng ta khỏi những sự ràng buộc, những sự khuynh đảo cái của cải vật chất đời này. Nhưng người ta vẫn nói rằng à, tiền của nó, nó là tên đầy tớ tốt nhưng mà nó sẽ là ông chủ xấu khi chúng ta biết điều khiển nó để làm cho nó trở thành như đầy tớ của chúng ta thì nó sẽ là tên đầy tớ rất tốt nhờ được nhiều việc lắm nhưng mà nếu ta để cho nó điều khiển mình như là ông chủ của mình thì nó là một cái tên chủ rất là nguy hiểm rất là khó chúng ta nhìn vào cuộc đời này, kinh nghiệm của cuộc sống xưa và nay ta thấy rõ lắm nhiều người chỉ vì tiền bạc mà khi đánh mất cái danh dự thể diện của mình vì tiền bạc người ta đánh mất đi tình nghĩa từ trong vợ chồng anh chị em trong gia đình có khi đối với cha mẹ ông bà tình thân gia đình nó mất đi nhiều người ngày hôm nay có lẽ chúng ta thấy cũng chỉ vì tiền của mà có khi phải vào tù ra khám phải thân bại danh liệt vì tiền của mà không có còn danh dự thể diện và nhất là đánh mất luôn cả niềm tin của mình cái điều đó nó không phải chỉ ở trong xã hội trần thế đâu mà ở khi ngay cả trong lòng giáo hội cũng vẫn có những điều này và cũng chính vì vậy mà bao nhiêu người đã khó vào được thiên đàng Có những người sống đời thánh hiến Có những người khi ở những cái vai trò vị trí trách nhiệm Đáng được trân trọng, được tín nhiệm lắm Nhưng mà cũng chỉ vì tiền của mà người ta đã làm biến chất đi Làm mất đi ơn gọi của mình Làm cho họ không biết nó trôi về đâu trong cuộc sống này và khi khó vươn tới, khó giữ được cái lý tưởng của mình khó có thể sống được cuộc đời thánh hiến cuộc đời Kitô hữu của mình một cách trọn vẹn được nói cách khác là khó có thể theo Chúa lắm bởi vì Chúa là Thiên Chúa đấng đã đến để cứu độ chúng ta để dẫn đưa chúng ta về trời mà ngài đi bằng con đường nào con đường dám bỏ trời xuống thế là đấng giàu có vô cùng Nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó Để hy vọng giúp chúng ta là những con người nghèo khó Được trở nên giàu có Đó chính là cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi Ngài đã làm người và làm người nghèo khó Chọn một cái nếp sống khó nghèo Không có chỗ tựa đầu Không có một cái nơi định cư Nó ổn định luôn luôn nay đây mai đó và có khi sống nhờ sự giúp đỡ của người khác rất nhiều ngài cũng mời gọi chúng ta sống tinh thần nghèo khó để cho chúng ta có thể theo ngài một cách dễ dàng hơn cho nên những người sống đời thánh hiến những người tu thường phải khấn lời khuyên phúc âm mà lời khuyên đầu tiên là lời khuyên khó nghèo mối 8 mối phút mà Chúa Giêsu dạy cho những kẻ tin theo ngài, đầu tiên mối phút đầu tiên là mối phút nghèo khó. Những người biết sống tinh thần nghèo khó. Cho nên chúng ta sẽ không thể theo Chúa, chúng ta sẽ không thể được Chúa dẫn đi tới sự sống đời đời và hạnh phúc viên mãn nếu chúng ta không biết uh, sống cái tinh thần nghèo khó không thanh thoát. Không giải tự giải thoát mình khỏi những ràng buộc những rào cản của những của cải vật chất thế Trần này à, ngày hôm qua tôi có dịp tiếp gặp hai anh chị cũng ở vào cái tuổi trên dưới 60 có người vừa 60 có người suýt soát 70 hai vợ chồng có một đứa con thôi Cuộc sống tương đối cũng vững vàng mà hai anh chị đến với tôi và ngỏ ý rằng con thấy cuộc sống này nó bấp bênh, nó treo leo trong trên lắm, cho nên không biết sống chết lúc nào. À, Thôi chúng con thấy lo chuẩn bị cho đời sau của mình, cho nên có một số tiền của cũng tương đối kha khá, cho nên con chia sẻ cho các anh chị em trong gia đình, bên chồng cũng như bên vợ, rồi cho các Cháu, nghĩa là các con của các anh chị em của mình Rồi những người thân thương Rồi con nghĩ đến những người nghèo Mà con có thể chia sẻ được cho họ Ví dụ những củ cải mà chúng con giữ đây Không biết ngày nào chú gọi chúng con Có thể coi chừng khi Covid không biết nó nhiễm lúc nào Rồi chúng con sẽ bỏ lại tất cả những điều đó Cũng như có những người mà đã từng có hàng kho tiền đô la rồi đến lúc không thể sử dụng được làm gì người ta xếp nhiều người ta thả ta phóng chơi cho vui vậy thôi đỡ buồn. Thì con thấy con ủng hộ cái điều này. này xin cha giúp cho con để chia sẻ cho những người nghèo mà cha thấy thực sự họ đang cần. Kính thưa anh chị em có lẽ cái tâm tình đó là những tâm tình của những người thực sự thanh thoát có khi có tiền của nhưng mà không bị ràng buộc không bị chi phối không bị lái hướng bởi tiền của vậy người đó thực sự có thể sẵn sàng và có thể được dễ dàng hơn để bước theo chúa vươn tới sự sống đời đời xin chúa giúp cho mỗi người chúng ta hôm nay đứng trước lời mời gọi của chúa và từ kinh nghiệm của cái người thanh niên giàu có này cũng như kinh nghiệm trong cuộc đời trần thế hôm nay chúng ta biết thực sự để cho lời Chúa và những kinh nghiệm đó thôi thúc giúp cho chúng ta biết can đảm quảng đại hơn từ giải thoát mình khỏi những ràng buộc uh, của của cái vật chất này để chúng ta từng bước theo chúa và theo ngài một cách trọn vẹn hơn để sống theo gương mẫu của chúa và theo những lời mời gọi những đòi hỏi của chúa để chúng ta ngày càng vươn tới sự thánh thiện đích thực cái niềm hạnh phúc vĩnh cửu và sự sống đời đời trong tình thương của chúa amen